Được biết, các sông băng trên dãy núi Alps của Pháp đã đột ngột chuyển từ màu trắng sang màu đỏ. Các nhà khoa học cũng rất bất ngờ và ngạc nhiên vì hiện tượng này. Họ đã thực hiện một dự án để nghiên cứu chi tiết về hiện tượng trên. Cụ thể, từ mùa đông qua mùa xuân, dãy núi này được bao bọc trong tuyết trắng. Nhưng khi mùa xuân chuyển sang mùa hè, những sông băng bắt đầu ửng hồng, thường thấy có tuyết màu đỏ đậm, cam đất hoặc hồng chanh. Các nhà khoa học gọi hiện tượng sông băng chuyển từ trắng sang đỏ là máu sông băng, còn các du lịch đôi khi gọi là tuyết dưa hấu. Các nhà khoa học cho biết, hiện tượng máu sông băng do một vi sinh vật bí ẩn gây ra. Chúng sống ở đại dương, sông và hồ. Theo Eric Masson, điều phối viên của một dự án, loài sinh vật bí ẩn đã xâm chiếm sông băng là một loại vi tảo. Nó chui vào sông băng nhờ nước sau đó. Do sự thay đổi của môi trường và nhiệt độ, nó nở hoa tạo ra màu đỏ trên sông băng. Việc tảo nở hoa được xem là dấu hiệu tiềm ẩn của sự biến đổi khí hậu. Các nhà nghiên cứu từ lâu đã nghi ngờ rằng biến đổi khí hậu khiến tuyết tan nhiều hơn đang tạo điều kiện lý tưởng cho loài tảo này nở hoa, dẫn đến sự gia tăng hiện tượng tuyết dưa hấu hay máu sông băng.